Chào các bác nhé, nay bên em mới về lô đầu cốt mới, nên làm cái video giới thiệu với anh em luôn. Cốt dẹp này thường dùng để bắt vào automat, khởi động từ các kiểu. Cốt rất là dày dặn, loại này chịu tải đến 35 A đấy ạ, bắt át tổng là quá yên tâm luôn. Chất là đồng đỏ mạ thiếc chống dỉ nhé các bác, để em mài ra cho anh em xem chất của nó như thế nào. Đây các bác nhé, chất là đồng đỏ xịn luôn. Bấm các loại cốt này thì phải dùng kìm bấm chuyên dụng của nó. Kìm của nó kiểu như này nhé các bác. Anh em cần tư vấn chi tiết, liên hệ số em để bên dưới mô tả nhé.